Anh Quốc mở điều tra hình sự sau khi lấy được tài liệu của Edward Snowden, tin từ London. Anh Quốc bắt đầu mở cuộc điều tra hình sự sau khi lấy được tài liệu nguy hiểm từ người sống chung với nhà báo Hoa Kỳ được Edward Snowden trao tài liệu mật. Vụ điều tra là bước ngoặt mới trong vụ Snowden tiết lộ chương trình do thám mật của Hoa Kỳ đang tạo căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga. Dùng luật chống khủng bố, Anh Quốc đã bắt giữ David Miranda là người sống chung với nhà báo Hoa Kỳ sống ở Rio de Janeiro, làm việc cho tờ Guardian. Các nhà điều tra Anh Quốc đã thẩm vấn Miranda trong 9 giờ đồng hồ. Miranda là công dân Brazil đã mang tài liệu từ nhà báo Green World tới một nhà báo ở Berlin. Miranda đã được trả tự do, ngoại trừ laptop, điện thoại và những đĩa nhớ. Tại phiên tòa thượng thẩm, hai chánh án Jack Bisson và Kenneth Parker phán rằng chính quyền Anh Quốc có thể xem xét hàng chục ngàn tài liệu trong các đĩa cứng. Một luật sư của cảnh sát London nói rằng là trong số tài liệu tịch thu có liên quan với khủng bố, Bộ Nội an và cảnh sát Anh Quốc cần phải chứng minh những tài liệu tịch thu đe dọa cho an ninh nước Anh.